Chương 1 Review Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đây là một bộ truyện không quá mới nhưng không quá cũ, đối với mình thì nó là một bộ truyện hay đáng để đọc, nhưng không biết cảm nhận của mọi người như thế nào. Bởi vì lịch đăng của tác giả không tuần hoàn, cho nên truyện cũng sẽ không có lịch đăng cụ thể nhưng mình hứa sẽ cập nhật nhanh nhất có thể, truyện không thuần ngôn tình mà có sự kết hợp hài hòa với trinh thám, linh dị, ký bí ẩn sâu trong từng vụ án là những bí ẩn, những câu chuyện cảm động khiến ta có suy nghĩ sâu hơn về cuộc sống. Nam nữ chính đều rất mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng sâu trong họ có những phẩm chất đáng quý, họ kiên cường. Chiến đấu vì lý tưởng của họ, họ chung thủy với sự lựa chọn của bản thân nhưng họ không cứng nhắc, họ biết lắng nghe, biết chia sẻ chỉ là họ tự đóng lại cánh cửa của trái tim mà thôi, chuyện xưa của họ cũng lấy đi biết bao nước mắt của độc giả, nam chính. Lãnh dục tính cách Lạnh lùng, trầm ổn, Phúc Hắc lại đọc miệng nhưng điều mình ấn tượng nhất ở đây là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Nam Chính, biểu hiện là bệnh sạch sẽ của anh, anh là nhân viên điều tra pháp chứng, hằng ngày thứ mà anh tiếp xúc nhiều nhất chính là hiện trường vụ án đầy dơ bẩn, dù đó là bãi rác, bãi tha ma, bùn đất, anh đều phải tiếp xúc, đều phải xem xét từng chi tiết dù là nhỏ nhất, tuy mắc bệnh sạch sẽ nhưng không phải anh sẽ thích màu trắng, ngược lại anh có niềm đam mê điên cuồng với màu. Đen Áo sơ mi đen, quần tây đen, Tóc đen, xe thể thao cũng màu đen, bề ngoài nhìn anh lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc mới biết anh độc miệng thế nào, mỗi lần anh mà ghen thì đáng yêu không thôi. Trích đoạn Một cô nữ sinh tóc tết hai bên bẻn lẻn không dám nhìn thẳng về chàng trai cao ngạo trước mặt. Học trưởng, em chấm em chấm em chấm th an, hát. Có thể cho em số điện thoại được không? Chàng trai đứng ngược với mặt trời nên từ xa mọi người không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng cao ráo bộ đồng phục thẳng tắp trên người cũng có thể đoán được chàng trai nổi bật như thế nào chàng trai lười biếng lạnh lùng nhìn nữ sinh đột nhiên từ trên trời rơi xuống nhếch nhẹ môi được cô muốn số điện thoại nào tư nhân hay công việc cô gái đỏ mặt sững sờ không ngờ trước được tình huống vừa rồi vui vẻ ngại ngùng có chút bối rối đáp tư nhân cô i cái cái nào cũng được ạ à chàng trai không chút quan tâm hai mắt nhíu lại hơi hơi suy nghĩ một chút dường như anh đang cố nhớ thứ gì đó sao lại cái nào cũng được cô muốn tư nhân tôi sẽ cho cô số điện thoại của bác sĩ tư nhân còn cô muốn công việc lại tiện hơn tôi trực tiếp gọi cho bệnh viện là được nhìn cô đi hai má đỏ hồng mồ hôi chảy dài tóc tai rũ rượi mặt thì bóng dầu nói năng lại không rõ tất cả dấu hiệu trên đều khẳng định cô đang bị bệnh hơn nữa còn bị tật nói vấp đều phải chữa trị sớm. Vừa nói anh vừa sờ vào túi quần, lấy điện thoại di động ra, chỉ cần cô gái trả lời anh liền nhấn gọi, "Truyện tiên hiệp ta, quên mất, tôi nói này, nếu có bạn trai, đừng đi tìm người ta vào buổi trưa, mặt cô bóng dầu đến nỗi có thể ráng cá đấy." Thời tiết nóng bức thế này mà ra đường, người ta nhìn mặt cô xong không dám ăn trưa đâu. "Rồi cô muốn thế nào?" Tiếng nói vừa dứt, mặt cô gái đã đỏ ửng đến không tưởng hai mắt ướt ác không dám nhìn thẳng, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi hồng nhuận, hai tay nắm chặt, hét to. Anh thật quá đáng. Sau đó liền chạy mất, chỉ để lại bóng lưng thon gầy, tình trường. Tình đầu của nam chính không phải nữ chính mà là cô bạn Thanh Mai lớn lên từ nhỏ cùng anh, nhưng Thanh Mai của anh lại yêu người khác, tuy vậy trái tim của anh vẫn luôn hướng về Thanh Mai, anh làm mọi thứ vì người anh yêu mà bỏ qua những cố gắng nỗ lực của nữ chính để rồi làm cô tổn thương và khi cô quyết định từ bỏ rời đi nam chính mới hiểu được lòng mình nam chính cố gắng dùng tất cả thế lực của mình nhưng vẫn không tìm thấy nữ chính và rồi trước ngược nữ chính sau lại ngược nam chính nhưng khi thành đôi thì sủng không thôi nữ chính bạch tịnh tuyết tính cách lạnh lùng mạnh mẽ kiên cường lúc đầu nữ chính yêu nam chính nhưng không được đáp lại tuy vậy cô vẫn cố gắng hết mình vì tình yêu để không hối hận cô hy sinh tất cả cho nam chính chỉ hy vọng trong tim anh có một phần bóng dáng của mình cho dù nhỏ nhoi nhất nhưng khi đã mất đi nhiều thứ khi lòng đã mùi lạnh cô đã dứt khoát rời đi mình thật sự rất thích nữ chính cô ấy gan dạ tài giỏi thông minh và độc lập cô ấy quyết đoán đã quyết định sẽ không hối hận nữ chính không hận nam chính chỉ là do quá đau lòng nên không dám mở lòng mình nữa mà thôi cô yêu gia đình cô là người trọng tình nghĩa, ai cũng nói cô lạnh lùng, nhưng cô lạnh lùng với những người tổn thương người thân của cô, cô có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, có thể tàn nhẫn nhưng đó là tính cách của cô, đó là bản thân của cô, cô không quan tâm là chính hay tà, cô chỉ sống vì người mà cô muốn bảo vệ, ngoài nam chính và nữ. Chính mình còn rất thích các cúp hồ phụ. Thật sự họ rất đáng yêu, họ không ngại giới tính của mình là gì, họ chỉ nghe theo trái tim, nghe theo cảm giác của họ, cúp hồ một. Bạch Tử Hàng VSC Cố Tư Dạ Cúp 2 Bạch Thiên Hàng VSC Âu Dương Dị Cúp 3, Cúp Hồ 4, Cúp N, cứ đọc đi sẽ biết. Nghe trọn bộ tại mê audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.